Dũng Chọc có vẻ sợ Khánh. Tôi không biết sợ hay không thì cái này tôi không dám nói. Sợ hay không thì hỏi chú đấy hoặc là nhìn chú đấy chứ tôi biết đâu. Mà có thông tin là như này này. Có một cái thông tin là như này này. Người ta bảo là chú Dũng ra tù bị Khánh nó vầy. Chú Dũng ra tù thì bị Khánh nó vầy. Nghe nói thông tin là chú đang sắp sửa là chú định vào lại chứ bảo ra ngoài mà cháu nó vầy này thì đau đầu. Thế bảo là chú sắp sửa chú đi vào lại. Bảo là không có điện thoại, chả biết nó nói gì ha. Chú bảo là tôi nghe có một cái người ta bảo mới là có nói chuyện với cả chú, người ta nói chuyện với chú Dũng. Chú Dũng Chọc thì thấy chú bày tỏ cái quan điểm là chú về được mấy hôm, về được một tuần đầu thì vui. Vui về gặp anh em bạn bè ăn uống no say, ăn uống thoải mái thì vui, về được khoảng một tuần trong tuần đầu thì vui. Nhưng lại nó xảy ra tuần thứ hai là chú bảo là thôi chắc anh vào lại thôi chứ ở nhà thằng ô đầu quá. Anh vào trong kia không có điện thoại, nhà anh còn khổ hơn ở trong kia, anh vào lại đây đấy. Thì đấy thì mình còn cái gì đấy, chú sắp vào lại thì không biết nhà, nhưng mà chú vào lại làm gì, cháu không có nói gì chú nó đâu. Cháu vẫn bảo là chú là con người biết làm từ thiện, chú biết làm từ thiện là ok rồi. Chú biết làm từ thiện là quá ok. Mẹ, em nói thế là sai nhá. Anh với anh Phú Nê là ngang hàng phải nữa nhá. Anh Phú Nê thật ra anh chỉ là hơn tuổi anh, gọi bằng anh thôi. Nhưng còn về đẳng cấp và tư cách sống thì là anh với anh Phú là ngang hàng phải nữa, em hiểu chưa? Hơn tuổi thì anh gọi là anh thôi, anh chưa là em út hay đàn em đệ tử của ai, hiểu chưa? Em nói thế này, em nói Phú Nê Tết vừa rồi phải biếu anh 20 triệu để anh đỡ chửi cả. Nịnh anh không thì bảo là chắc là vợ chồng nhau Phú Nê là bàn nhau là như này. Vợ chồng ông Phú Lê bàn nhau là bảo là thằng Khánh bao nhiêu năm nó không động vào vợ chồng nhà mình, mà bây giờ thấy nó hết người để nói rồi, hết người để chơi, nào nó sờ đến vợ chồng nhà mình không. Thế là cuối cùng là Tết vừa rồi là anh Phú Lê với cả chị Phú Lê với anh Thúy Kiều, chị Phú Lê với anh Thúy Kiều là mừng tuổi Khánh 20 triệu đấy. Em thật ra như này, tôn trọng anh Phú bằng thật. Anh Phú anh là ca sĩ nha. Anh Phú anh là ca sĩ thì anh ấy hát những bài hát mà mình thích, mình nghe thần tượng, anh Phú là thần tượng của mình, idol của mình. Tôi phải nghe anh Phú hát thì tôi đi nói anh Phú làm gì, đúng không? Còn nghe anh Phú hát thì mình nói anh Phú làm gì. Thế nên là